Số 1. Bị linh hồn theo ám. Một đoạn video đáng sợ được một người đàn ông quay lại khi anh ta đi câu cá với một người bạn ở một con đập trong thành phố. Theo như anh ta kể lại rằng, hôm đó là một ngày đáng nhớ của anh ta. Sau khi đã kết thúc một ngày, họ bắt đầu dọn dẹp mọi thứ để chuẩn bị đi về nhà. Nhưng đó không phải là nội dung chính trong đoạn video sau. Trong lúc anh ta đang dọn dẹp đồ đạc, thì dường như đã có một thứ gì đó đã xuất hiện. Mời bạn xem đoạn video sau để nhìn rõ hơn nhé. Xin mời. Dạ, ừ, can. Ừ. 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 Bom 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 bom. Bom 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 giống cả giống cả bom bom bom. Đây đây. Đây đây một tổng tổng bom bom bom. Bom ấy. Để mất chưa mà đi. Bom 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 bom. Ờ pun nasib lah. Dapat pancing ni. Kopek. Aku pergi toilet dulu lah. Okey. Kopek eh. Pergi toilet dulu. Aduh. Apalah nasib. Hujan. Ini juga kan? Kau kita? Pepe barang. Okey, ya tu, ya tu. Tak, nanti ibu pula. Aku, kita jalan saja. Eh, baik, aku angkat. Kau merah, kau merah. Jawin, jawin. Wah, astaghfirullah. Cepat. Jaja. Kau ni problem tu lah kau ni. Tiba-tiba kau tengah kabut macam gini. Tak apa. Jalan dulu. Nanti baru bual. Aku tak boleh bual sekarang. Dah ada aku je. Laju tau pasal kau ni. Aduh. Hal lah kau ni. Tak, kita cari satu tempat lah. Nanti kita bual lah. Tak boleh bawa sini lah. Serius, tak boleh bawa sini lah. Kalau kebun sangat kau ni. Sekejap. Alamak, kau ni. Ya. Ada tak? Aku lepaskan kau eh. Kau cek kan? Kau cek eh, aku jalan pemain. Nanti by the time jalan pemain kalau ada lah. Jalan, gerak dulu. Kau pasal ni? Kau buat... Tak, tadi aku nampak. Aku nampak macam mana siap. Aku sampai jam break. Sure pasal kau. Tiba-tiba kau. Okay. Sorry. Apa? Masalah kau ni. Kau yang break kau. Cekik darah kau. Bạn có thể thấy, khi anh ta đang thu dọn đồ, thì ngay lúc đó, có một hình dáng màu trắng bất ngờ xuất hiện trước mắt anh ta. Thấy có điều gì đó không ổn, anh ta và người bạn của mình đã nhanh chóng rời khỏi đó. Nhưng những rắc rối vẫn chưa dừng lại. Sau khi lên xe, người đàn ông này đã kiểm tra trong túi xem còn quên thứ gì không. Thì ngay lúc này, một bàn tay gớm ghiếc của ai đó đã nắm lấy tay anh ta. Và điều gì đến cũng đã đến. Ngay phía trước xe của họ, hình dáng bí ẩn lúc đầu lại tiếp tục xuất hiện. Và đoạn video cũng kết thúc ngay sau đó. Đúng là một cuộc gặp gỡ đáng sợ. Bạn nghĩ gì khi xem xong đoạn video trên? Vì sao linh hồn kia lại đi theo họ? Hãy cho tôi biết ý kiến của bạn ở phần bình luận nhé. Xin cảm ơn.
Số 2. Con gái của tôi đã bị gì? Một ông bố đã kể lại một câu chuyện đáng sợ mà con gái anh đã gặp phải. Anh ta nói, dạo gần đây, anh ta cảm thấy cô con gái của mình có những hành động rất lạ, ít nói chuyện với gia đình, thường xuyên nói chuyện một mình và đùa giỡn với một ai đó. Vì tò mò về những biểu hiện lạ của cô con gái, ngày hôm nay anh ta đã lén theo dõi và anh ta đã nhìn thấy một thứ gì đó thực sự lạnh. Mời bạn xem đoạn video sau để nhìn rõ hơn nhé. Xin mời. Amy. Amy. Ay, Diosito. Amy. Amy. Bạn có thể thấy hai cánh tay của ai đó đang đùa nghịch với tóc của cô con gái của anh ta và nó còn phát ra một giọng cười đáng sợ. Anh ta đã nhanh chóng chạy lại gần để kiểm tra xem đó là thứ gì, nhưng khi lại gần, anh ta chỉ nhìn thấy một con búp bê đang nằm bất động ở đó, thật đáng sợ. Bạn biết đấy, thông thường trẻ em có thể nhìn thấy những thứ mà người lớn không thể biết được. Bạn có cảm nghĩ gì khi xem xong đoạn video trên, cánh tay bí ẩn kia có thật sự là của một linh hồn nào đó hay không? Hãy cho tôi biết suy nghĩ của bạn ở phần bình luận nhé. Xin cảm ơn. Amy. Amy. Số 3. Phù thủy thực sự tồn tại. Một đoạn video được một người đàn ông quay lại tại một khu làng ở sau bên trong rừng. Theo như anh ta biết rằng, vào mỗi đêm, ở đây sẽ có một vị phù thủy xuất hiện. Hắn ta sẽ làm phép để cầu bình an cho cả dân làng ở đây. Và hôm nay anh ta cũng đã tận mắt chứng kiến những điều bí ẩn mà một phù thủy có thể làm. Mời bạn xem đoạn video sau để nhìn rõ hơn nhé. Xin mời. Bạn có thể thấy, vào tối hôm đó, một phù thủy đang đứng bên trong một chiếc vòng lửa và bắt đầu thì thầm một số câu thần chú gì đó. Thì ngay lúc này, mụ ta đã bắt đầu bay lơ lửng trên không trung, giống như có một thế lực vô hình nào đó đã giúp mụ ta vậy. Đây là một đoạn video được quay cách đây rất lâu và hoàn toàn không dàn dựng. Đến nay nhiều người vẫn không thể giải thích được đoạn video bí ẩn trên. Họ tin rằng những mụ phù thủy có thể liên quan đến ma quỷ. Bạn có cảm nghĩ gì khi xem xong đoạn video trên? Hãy nêu lên ý kiến của bạn ở phần bình luận nhé. Xin cảm ơn. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi hết video. Nếu thấy hay thì hãy cho mình xin một lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.